Và bây giờ tiếp theo là sẽ ca một đoạn karaoke để cho mình nghe được cái tiếng mít ha. Tiếng nhạc khi mà mình ca nó hòa quyện như thế nào. Chỉnh lại phần này tốt hơn cho. Chỉnh nước cô là chưa có đó. Bluetooth mode. Vòng nhạc cười nói theo thôi hết từ đây mơ mộng xa em vui tất cả bao nhiêu cơ bản có sao em đến chút chút mà nghe lòng hoang niên vòng nhạc cười đau theo xa đưa đón kiều hoa đang sẵn sàng mai em sẽ nhỏ xanh ngang xin chờ cho tình xuôi mãi để em về bên một giàu xanh. Thì hôm nay bên em sẽ quay test cây mạch này với lại hai lô bass, một trép và một trung ha. Đây hai bass 30 nè, từ cái mẫu này là từ 120 con 38 2 bass 30 chở kháng ngôi là 4 ôm nha. Thì hôm trước em cũng đã có giới thiệu là cái mẫu này là mình tích hợp được là dùng một kênh một lo hoặc là hai lo đều được ha. Nó đã ra sẵn cho mình đây. Nếu như bây giờ mình dùng hai lo thì mình dùng bên này ha. Đây, mắc vào bass 1 này. Bên này thì mắc vào bass 2. Thì video sau thì bên em sẽ giới thiệu cho các test cho cây mẫu mà dùng một bát 4 tấc ha. Đây, một bát thì mình dùng bên này. Đây. À, hai lô bát này, một sợi thì gắn bên này. Còn một sợi thì gắn bên này ha. Mỗi lo thì mắc hết là một trung và một trép. Đây ha. Đó, một trép 250 và một lo trung nha. Đây ha. Trời. Bình thì dùng bình 14A. Khi mà giới thiệu cái mẫu này đã có nói rõ với chi tiết rồi ha. Đây, bây giờ sẽ bật lên nè. Nguồn. Bluetooth mode. Nó tự động chuyển Bluetooth cho mình luôn ha. Ok. Em thử mic nè. Giờ em thử mic cho mọi người nghe tiếng mic của nó nha. Alo. Alo, alo, 1, 2, 3, alo. Cái này là nó đang là tiếng echo reverb này. Bây giờ bên em sẽ tắt echo, phần echo đi nha. Tắt off nè. Off ha. Off. Chỉ tăng nút reverb cho mình nè, cao nhất này. Tắt lại ha. Alo, 1, 2, 3 4 5 alo 1 2 3 4 5 rồi tiếp theo thì bây giờ sẽ là phối echo reverb ha. Phối lên cho mình nè. Đây. Đây phối. Mình thích bao nhiêu thì mình tự mình phối theo cái nhu cầu sở thích của mình nha. Đó, bây giờ em tăng hết cỡ luôn ha. Tăng hết cỡ echo nè. Mát thì vợt này và mát delay. Còn cái phần chỉnh thì tùy ý mỗi người mỗi cách chỉnh nha. Cái này thì em ngồi sát bên luôn nè. Cho nên là nó mẫu này có chống hú rất là tốt ha. Ngồi sát bên nhưng mà nó không có bị hú gì hết. Đó. Cạnh bên. Phía trước là lo chép này luôn nha. Đó. Thì bây giờ bên em sẽ test phần nhạc cho mình luôn ha. Mở nhạc. Bây giờ
tới đây thôi nha. Còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hài hước.